cuộc chiến đầy âm mưu thủ đoạn. Dựa vào gì mà tranh với tôi hả? Chị, muốn thắng cuộc thi phải dựa vào thực tài. Chị như vậy không thắng được đâu. Kim Lỗ Các làm ra y phục không phải chỉ vì chị, mà còn vì đứa con trong bụng chị. Chị còn nói không thể để con tiếp tục học thêu nữa. Mẹ, đây là vải con thêu mà. Ai sẽ là người chiến thắng? Đón xem các tập tiếp theo phim Vì Em Đã Đến 11:35 các ngày trong tuần trên TTV. Mâu thuẫn trong gia đình. Tại sao nó cằn nhằn Sanober? Hãy điều khiển cái miệng của em và vợ em đi. Nói với nó là nếu như muốn kiểm soát ngôi nhà này thì vô ích thôi. Em đang muốn cái gì đây? Hay là muốn anh đi luôn không? Muốn thì đi đi. Đi xuống địa ngục luôn đi. Anh sẽ mang con đi. Em hãy nhớ đó. Anh hãy im cái miệng của anh lại đi. Em sẽ chờ coi anh làm chuyện đó ra sao hả? Anh ấy nói kết thúc câu chuyện về, sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong những tập cuối của bộ phim Chị Dâu Của Tôi, phát sóng 17:40 trên kênh TTV. Tiểu Phương đang ấp ủ đề tài mới. Tác giả một khoa học viễn tưởng. Thật là khó quá đi. Tôi đang sáng tác một câu chuyện tình yêu về đề tài khoa học viễn tưởng. Nhưng chỉ sau một đêm, cô quay về quá khứ. Khương Nhi quyết không phụ chàng. Cô sẽ xoay sở ra sao? Chắc là bảo bối. Đứng lại. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Tần Thiên Bảo Giám, phát sóng 17:40 trên kênh TTV. Bản lĩnh thép được tôi luyện gian nan. Đón xem Hoa Hồng Thép 20:30 thứ hai đến thứ bảy trên TTV. Ninh Minh lặng lẽ quan tâm chăm sóc Tiêu Thanh. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, nhưng tôi phát hiện ra cô ấy trước mà. Tin tôi đi, hắn là tên lừa đảo. Hắn là tên lừa đảo đấy. Giờ thì tôi tin là cậu không phải là người xấu. Cho nên nói đi, cậu muốn gì? Tôi chỉ muốn là bà đừng nói gì với cô ấy. Thật hả? Thôi Triệt tiếp tục hiểu nhầm Tiêu Thanh. Cô có quyền được phát ngôn, nhưng sao lại xúc phạm người khác ở nơi công cộng? Ai cho cô quyền xúc phạm tôi? Là cô. Nếu không phải cô giỏi trong việc phát huy lợi thế vốn có của phụ nữ để cướp đi công việc của người khác. Nếu xét về lý mà nói thì anh đang giúp tôi. Anh đã ép Laura phải nói lời xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nhưng mà trong lòng anh thì lại suy nghĩ giống hệt cô ấy. Anh nghĩ là tôi đã lợi dụng tính cách riêng của con gái, rồi dùng thủ đoạn không chính đáng để giành lấy lợi ích của người khác sao? Mậu Doanh, anh sẽ không bao giờ hỏi chuyện tại sao em lại rời khỏi chỗ đăng ký kết hôn nữa. Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Em, phát sóng vào 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV.